Kính thưa quý vị, Tiết Thanh Minh là lễ hội mang ý nghĩa đặc biệt thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng của người Việt, là dịp để con cháu đền ơn đáp nghĩa và tưởng nhớ công ơn của phụ tổ. Trên tinh thần đó, vào chiều ngày 10 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày mùng 10 tháng 3 năm nhâm dần vừa qua, tại chùa Hội An, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Tổng công ty PKMED IDC trang nghiêm tổ chức Đại lễ Kỳ Siêu Tiết Thanh Minh nhằm cầu nguyện cho Quốc Thái Dân An và chư hương linh cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh và đồng bào các giới không may đã qua đời vì đại dịch Covid-19, sớm siêu thoát về miền lạc cảnh đại lễ với sự quan lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Thiện Tài, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương. Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng trị sự, Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật giáo chính huyện thị thành phố và đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự. Tham dự lễ còn có lãnh đạo chính quyền, các sở ban ngành tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một và công nhân viên chức thuộc công ty BKMED IDC. Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc đại lễ chia sẻ. Thông qua đại lễ cầu siêu Tiết Thanh Minh năm nay để tưởng nhớ về tổ tiên ông bà, tri ân người có công với quê hương đất nước, cầu mong hương linh người đã khuất vãng. Những người không may đã mất trong đại dịch Covid-19 được vãng sanh tịnh độ và cầu an cho mọi người được khỏe mạnh, an lạc và hạnh phúc. Tại buổi lễ, anh Mai Thanh Liêm đại diện thân nhân những người mất trong đại dịch Covid-19 cho biết, lễ cầu siêu không chỉ xoa dịu nỗi đau cho thân nhân các nạn nhân mà còn là sự sẻ chia từ cộng đồng đến những người đã mất, nhắc nhở chúng ta xây dựng lối sống lành mạnh, hướng đến yêu thương, đoàn kết, hòa hợp. Trên tinh thần uống nước nhớ nguồn, biết ơn những người đi trước, toàn thể những người tham dự lễ đồng dân hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện cho những người đã khuất được vãng sinh tịnh độ, đồng cầu nguyện cho người hiện hữu được yên bình, hạnh phúc và dịch bệnh sớm tiêu trừ. Sau nghi thức dân hương tưởng niệm, Chư Tôn Đức Ban Nghi Lễ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện nghi lễ tâm linh truyền thống Phật giáo, dân sớ kỳ siêu và chúc thực cho Chư Hương Linh nhất tâm cầu nguyện cho anh linh cán bộ chiến sĩ quân nhân lực lượng tuyến đầu đã hy sinh hương linh đồng bào các giới không may đã qua đời trong đại dịch được siêu sinh về cảnh giới an lành buổi lễ kết thúc trong sự trang nghiêm xúc động với tất cả mọi người tham dự